Thì hôm nay Hải đang có mặt tại đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì hôm nay mời tất cả mọi người mình cùng đi sang khu đô thị Sala cùng với Hải. Thì phía trước có mọi người đang nhìn thấy là bên Emax City, một cái trung tâm mua sắm khá là lớn tại bên khu đô thị Sala cũng như là bên Thủ Đức này. Thì hôm nay Hải sẽ đi và quay vào trong cập nhật cho mọi người mình cùng xem luôn nhé. Thì hôm trước thì có khai trương thì Hải cũng có quay cho mọi người cùng xem rồi. Ở đây thì có chú là bán trái cây này, ngay bán trái điều và khu vực này bán cá lóc. Bây giờ mình cùng vào con đường D6 này quay cho mọi người xem những cái căn biệt thự ở bên trong này rất là đẹp luôn, đúng là khu người có tiền thì nó rất là sang trọng và đẹp. Vào bên trong thôi, đi có một xíu này, sau đấy mình quay ra này thôi mọi người. Bên trong này bảo vệ nên không cho đi vào bên trong này. Không biết là khu này đang làm cái gì đây. Thì mọi người thấy nó rất là đẹp luôn, rất là đây. Để Hải quay cho góc này cho mọi người xem. Emax, Emax City, Emax chứ. Đây, ở cái chỗ này ngày xưa đấy là cái ao, cách đây khoảng 3 tháng trước là cái ao, và bây giờ nó sát bằng rồi. Về là lượng người mua sắm cũng không đông cho lắm, cũng bình thường tại khu vực này. Bây giờ mình cùng đi dọc con đường này nha, lát nữa, khu bên này. Thiết kế đẹp, khu này bán khá là mắc luôn mọi người, không có tiền để mua ở khu vực này đâu. Giá thuê mặt bằng ở đây là khá là 100 triệu rồi, thì mua nhà ở đây thì cái này là dành cho những người giàu với những cô chú anh chị mình Việt kiều Việt nước á, mua căn này thì chứa người lâu lâu phải máy đi máy lại khá là thuận tiện. Ở lương như Hải đây vậy, 3 cọc 3 đồng thì chắc không bao giờ có thể mua được căn nhà như đây. Khu này thì an ninh khá là tốt luôn ạ, bảo vệ có khắp mọi nơi. Đây, phía bên này là có tập đoàn Lộc Trời này. Bây giờ mình ra đến chỗ khu công viên Sala. Cái này chắc là nhiều người đang tập thể dục và đi ra chạy bộ ở đấy lắm. Mọi người thấy không? Lên hình nhìn nó thơ mộng, nó đẹp. Nhìn nó chẳng kém gì so những cái nước phát triển là mấy. Cái này nó ngang như Nhật rồi mọi người đấy, nhìn. Chỉ khác cái là khu này nó hơi ít ô tô. Nếu mà nhiều ô tô nữa nhìn nó cũng chẳng kém gì Nhật đâu. Bây giờ mình cùng vào khu công viên nha. Công viên thì nó cũng đẹp lắm, nó sạch lắm mọi người. Không có rác luôn đó. Lá cây nhiều khi cũng không có, lá cây rụng nhiều khi là nó làm vệ sinh luôn. Sai mà bên khu này, chỗ này thì nó hơi tối một xíu mọi người, đi nó ngược nắng nó sẽ tối hơn một xíu. Bên này là dành cho những người yêu thích động vật, nhất là cụ thể là chó. Đây chú chó gần ra đây đi dạo vui chơi tại khu vực này. Chỗ này thì nó mới vừa cỏ, có vẻ như là mới phun thuốc cỏ hay sao á, chiếc xanh mà đẹp lắm, bây giờ chết hết rồi.
khu người có tiền nhìn sống rất là chậm. Khu này họ chạy thể dục nhiều lắm, hay tổ chức những cái lễ hội tập thể dục, chạy thể dục hay toàn idol quay TikTok đây rất là nhiều. Bất tiện đây là thứ nhất là không có chỗ cho mình gửi xe để đi vào công viên hay sao, anh kiếm hoài không ra luôn á. À, sang đây vài lần rồi nhưng mà không thấy. Bây giờ thì mình nếu không được xe thì mình cùng đi xe quay cho mọi người xem. Đi dạo bên này xong lát mình sẽ sang bên kia, mình đi bên kia. Bên kia thì nó không được đẹp so với bên này cho lắm. Thì bên kia nhiều cái chỗ người ta đang sửa chữa cũng như là đang chưa xây xong. Đây khu này khá là đông người này. Khu này thì đang phần là những người trẻ tới là chính nhá mọi người, vì đây nó chụp hình rất là đẹp. Về đêm thì khu này là khá là yên tĩnh, nó không được nhộn nhịp so với ban ngày. Giờ mình cùng vào con đường Hoàng Thế Thiện đi dọc khu này một xíu, đường xá sạch sẽ. Rất là sạch sẽ luôn, ở bên này luôn, một dãy những góc view đẹp. Hôm trước thì Hải có quay đây cho mọi người một lần về buổi chiều này. Quá view rất chill chill, rất là đẹp. Toàn xe hơi, cục cá này nó nhiều cá, nhiều lắm mà lúc nhúc luôn á. Người ta chỉ có thả không à, nên không có bắt nên nó nhiều lắm. Đây, vào bên trong này một xíu. Còn gặp những đứa trẻ đang chụp hình trong đây không à? Khu vực này là mùa lá nó rụng, mùa lá sala. Khu đô thị sala với khu này toàn trồng cây sala mà, người ta gọi toàn cây sala là chí, nên gọi là đô thị sala. Khu vực này thì cũng có một số căn nhà đã cho thuê mặt bằng giống như chỗ này, mà cho thuê khá là lâu, chính chủ luôn, biển trung gian. Bên dưới này thì có thêm một vài căn nữa này. Đây, bên này có một căn ở tổng công ty điện lực. Bên này nó khu phức hợp luôn mọi người, bên này có trường quốc tế luôn này, trường Việt Nam Australia. Nhưng mà nếu mà những cái khu mà nó riêng biệt thế này thì thứ nhất là khu đô thị Vạn Phúc City, khu này nó đẹp và nó nhìn nó rất là sang luôn đấy, nó to giá mà khu này nó bằng với một phần của nó đó. Hôm bữa Hải đi gần hết tiếng đồng hồ mới ra được khỏi cái khu đô thị. Còn phía bên này thì cái tòa nhà, những cái căn nhà đang xây dở dạo. Mùa này là mùa lá rụng của sala đấy, mà thấy rất là nhiều rác rồi đấy. Ui dồi, đi vào chỗ này là tối om rồi.
Rồi bây giờ mình cùng đi sang bên này nha. Bên này thì cây ảnh nó sẽ là đẹp hơn, thì nó ánh sáng nó đầy đủ. Đây toàn idol TikTok không à. Dòng này thì nhìn đâu cũng thấy người ấy. Đến vào trong này mà xe nó chạy cũng khá là chậm luôn mọi người. Đây, rất khu này mình vào cái chỗ này này, có cái góc này nó rất là đẹp. Đấy, vào quay cho mọi người xem là con đường này đấy, nhìn này cực kỳ đẹp luôn này. Quên không, chỉ được sáng một xíu, một sáng thì thôi đến đây hả, xin phép được dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến cuối video.
mọi người thấy video hay và ý nghĩa có thể cho xin một like. Nếu ai chưa đăng ký thì có thể ấn chuông đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là clip cập nhật về những hình ảnh mới nhất về khu đô thị Sala ngày 5 tháng 3 2023. Và Hải xin phép được dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem video. Khi mọi người thấy video hay và ý nghĩa có thể cho Hải xin